đang ở chợ hải sản Chu Mun Chin. Thì ở đây rất là nhiều hải sản. Ừ, đúng rồi, ở đây bán rất là nhiều hải sản tốt cho cơ thể và da. Da rất là quan trọng. Đúng rồi. Nãy giờ Katie đi thì Katie thấy những con cua rất là to, những con rất là to. Nhìn nó rất là ghê nhưng mà chắc chắn ăn thì sẽ rất là ngon. Tại vì ở đây thực ra cái mùi nó hoàn toàn không có bị tanh. Đúng rồi. Nên là Katie nghĩ những cái món hải sản ở đây rất là tươi nên là ăn chắc chắn sẽ rất là ngon. Nó là ngon. Bây giờ mình đi ăn đi. Ăn. Cái này là bạc thuộc, chắc là bạc thuộc đúng không? Và cái này là crab. 이거 혹시 볼 수 있을까요? 조금 들어서 볼 수 있을까요? 오, 또 대. 머리 터지. 또 과. 따. Em muốn nấu. Chị sẽ cống nha. Ô, bất ngờ. Nặng á, nặng lắm. Em có muốn công không? Sợ đúng không? Oh my god, có chấm 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 kìa. That's that. Dễ thương mà. Ồ, em có biết cái này là gì không? Dạ không ạ. Không biết hả? Việt Nam mình không có. Ừ, chị không biết cái này tiếng Việt gọi là gì nhưng mà tiếng Hàn là kèpul. Kèpul. Và cái này rất tốt cho da đẹp, có thể ăn cái này không? Dạ không ạ. Không, đây là lần đầu tiên em thấy những con hải sản này. À, vậy thì trong đời thật. Em hãy ăn thử nha. Em chỉ ăn được một chút xíu thôi, chút xíu. Tại em bị ứng hải sản. À, vậy hả? Bây giờ mình sẽ đi ăn, tại vì nãy giờ thì mình cũng đã đi shopping hải sản nhiều rồi nên là bây giờ mình sẽ bắt đầu đi ăn. Tại vì Chinh Chu và cả khi đi cũng phải là đói rồi. Đói bụng. Let's go. Go go. Nhìn hấp dẫn quá. Yeah. Bây giờ mình sẽ ăn cái cá sống và san nắc chi. Chị Chinh Chu ăn cái này trước đi. Chị sẽ ăn. Tại nó còn giống nhín đó, ăn trong lúc nó giống nhín đi. Nhìn ngon quá. Nhìn nó còn sống. Đúng rồi. Chị phải xịt cái đỏ đỏ không? Không, không. Chấm bò cái này. Chấm nhiều mè hả? Nhìn ngon quá. Em cho sẽ chấm vào dầu. Dầu mè với muối. Nó nhúng chứ đâu. Nó cứ đụng vào trong miệng. Nhưng mà rất ngon. Rất là tươi, rất ngon. Em khoai lang. Quá xịt to. Katie có muốn ăn không? Em ăn khoai lang. Ok. Cái sốt màu đỏ đỏ kìa. Em giúp chị nha. Ok. Con nào nó cũng lòng thòng hết á. Wow, chị Chinh Chu đẹp lên rồi. Đẹp liền luôn. TikTok đẹp rồi. Đẹp rồi. Rất là ngon. Tươi. Rất là giòn. Giòn. Wow. Đây là bà tuột. Bản tuột. Đã chín rồi. Đúng rồi. Nó vàng vàng ở trong nhìn biết liền. Em ăn thế nào? Nó dài dài. Dài dài. Hoàn toàn không có cái mùi tanh. Nếu các bạn nào mà thích ăn hải sản thì chắc chắn sẽ thích cái này, nhưng mà tại vì khi này bị dướng nên là khi này không có ăn nhiều được. Wow. Rất là dễ rút ra. Đúng rồi. Mềm. Chị Chinh Chu nói là ăn không nên là khi này sẽ ăn không trước. Ngon không? Ngon. Khi này không có ăn được cá sống nên thì chỉ ăn được những cái đồ chính như là bạch tuộc luộc với lại cua hấp thôi, nên là thì rất là thích món cua này. Và các bạn ăn các bạn sẽ thấy được vị ngọt của cua tại vì nó rất là tươi, nên là bây giờ chị sẽ ăn nữa. Rất là ngon. Thịt của con cua nó to nên là các bạn có thể cảm giác được là nó tươi tới cái mức nào, giống như mới được giết từ bên kia xong vô đây. Đúng rồi. Bây giờ Katie và chị Chinh Chu sẽ ăn tiếp.